Rồi tiếp tục là cây mai mang mã số 2, một cây mai mini bonsai bàn trà. Cây này thì được cái bộ đế nó chân nôm đến nữa nha anh em. Nằm trong chậu vuông lục giác. Chậu vuông đất nung. Đấy, cây này thì cũng được ghép giống cúc bi luôn. Rồi, các bạn quay vòng cho anh em xem đi. Đây là một chùm cây mini để được ngồi nhâm uống sữa rồi nha anh em, bàn trà nhỏ gọn này, góc đế này nè rất là nở rất đẹp nha, đế chân nôm. Anh em nào yêu thích dòng đế chân nôm thì liên hệ với mà giao lưu ha. Đế rất lớn nha, thân nè. Lô này thì nói chung là một lứa nha anh em, thân cốt thì nó tương tương nhau thôi, tầm 12 13. Nhưng mà gốc đế thì mỗi cây mỗi vé nha anh em. Đấy, cây cành thì được uống sữa hết rồi. Cây mẹ số 2. Ghép giống cúc bi luôn nha các bạn. Đấy, rồi bạn đo kích thước đi. Đây, đây mặt diện của cây này nè. Chiều cao cây từ mặt chậu lên đến ngọn là 55 này. Thước hơi cao. Đây là mình đo kích thước ở khoảng ước chừng thôi nha anh em, không có chính xác lắm đâu. 840. 840. Cao 55 840 nha anh em. Cây này thì form nó gọn hơn cây nãy, nhưng mà nó thuộc dạng đẹp hơn ha. Gốc đế đẹp hơn. Hành đế rễ. Mình nó rễ nó là 45, 46. Rồi, quay trong nữa rồi mình chuyên cây. Từ từ, cây nó rất có hai cái vết thẹo này nha anh em. Đấy, vết thẹo này ha. Nhưng mà nó đang gom rồi, còn xíu đầu ngón tay út nữa là nó gom hoàn thiện nha. Đấy, đầu ngón tay út mà thôi. Thì anh em nào thấy hợp nhãn thì cứ giao lưu. Cái này có giống cúc bi nha các bạn. Rồi quay xíu nữa, quay cây số 2, số 3.